ta sẽ đến với thiết bị tiếp theo trong bộ sản phẩm giải pháp tiết kiệm năng lượng của SMC, đó là súng thổi khí IBG1. Súng thổi khí IBG1 là giải pháp thổi khí ở dạng súng khí có tính cơ động cao, đồng thời là giải pháp thổi khí tác động mạnh. Nhờ việc trang bị bình tăng bên trong súng khí cho phép thổi khí ở áp suất cao, giúp áp suất thổi khí mạnh mẽ gấp 3 lần so với phương pháp thổi khí thông thường và không bị ảnh hưởng bởi sụt áp do chiều dài của đường ống. Do đó, súng khí IBG1 có thể thực hiện được các nhiệm vụ mà súng khí bình thường không thể làm được. Ví dụ như chúng ta có thể dùng IBG1 để làm sạch từ một khoảng cách xa và an toàn với người sử dụng, có thể loại bỏ các phôi nhiễm dầu, nhiễm nước một cách nhanh chóng, hoặc là dùng tách các phôi bị dính vào nhau đầu tiên, hay là những cái vật dụng hay là sản phẩm bị dính nước. IBG1 cũng được trang bị núm điều chỉnh có chỉ báo giúp chúng ta dễ dàng điều chỉnh áp suất phù hợp với ứng dụng hay là loại phôi mình cần làm sạch, giúp rút ngắn thời gian thổi và giảm tối đa lượng khí tiêu thụ. Và sau đây em xin mời anh chị chúng ta cùng xem một cái video để so sánh chiếc răng của súng thổi thông thường và IBG1 mới. Ở đây, súng khí thông thường và IBG1 sẽ cùng làm sạch các phôi bị nhiễm chất làm mát sau gia công. Như vậy, với súng thổi khí thông thường thì mất khoảng 5 giây để làm sạch các phôi kim loại này và lượng khí tiêu thụ là 17 lít. Chúng ta cùng xem IBG1 nhé. Như các anh chị mình thấy, IBG1 hoàn thành nhiệm vụ chỉ với một lần bắn duy nhất và chỉ tiêu thụ 2,5 lít, giảm 87% so với súng khí thông thường. Qua đây chúng ta có thể thấy rằng, với áp suất đỉnh cao, dòng IBG1 cho phép làm sạch trong thời gian ngắn, tiết kiệm khí. Một hiện tượng khác thường gặp trong khi chúng ta làm sạch, đó là hiện tượng văng tóe của các phôi kim loại. Thì IBG1 cũng đi kèm với các phụ kiện để giúp an toàn cho người sử dụng, đó là vòi phun dài, đầu phun giảm thanh và tấm chắn phôi. Vòi phun dài chuyên dụng giúp tăng khả năng làm sạch từ xa, có diện tích mặt cắt hiệu dụng lớn giúp chúng ta có thể thổi khí từ khoảng cách xa hơn mà không làm giảm áp suất đỉnh. Tấm chắn phôi chuyên dụng giúp bảo vệ người sử dụng khỏi phôi gia công bị thổi ngược và được sử dụng kết hợp với đầu phun dài IBG1. Và IBG1 cũng đi cùng với đầu giảm thanh chuyên dụng được sử dụng kết hợp với vòi phun dài. Khi kết hợp vòi phun giảm thanh vào súng thổi khí, tiếng ồn khi thổi khí sẽ giảm xuống 80 dB. Tuy nhiên, thì để giảm tiếng ồn, tốc độ dòng khí sẽ bị hạn chế và hiệu suất thổi khí sẽ giảm nhẹ từ 10 đến 20%. Súng thổi khí IBG1 cũng đạt tiêu chuẩn OSHA khi được sử dụng với đầu giảm thanh và tấm chắn bảo vệ. OSHA là cơ quan quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của thuộc Bộ Lao động Hoa Kỳ. Theo đạo luật an toàn sức khỏe nghề nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp nơi làm việc an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn của OSHA. Nếu như nhà máy của mình cần đạt tiêu chuẩn OSHA thì có thể sử dụng IBG1 với vòi phun im lặng và tấm chắn bảo vệ. Và sau đây là một vài lưu ý an toàn khi sử dụng IBG1. Vì IBG1 là dòng súng thổi có áp lực cao, chúng ta sẽ không thổi khí về phía có người đang đứng. Và trước khi tháo IBG1 khỏi đường ống, mọi người lưu ý là tắt áp suất và xả khí trong bình tăng của IBG1 ra ngoài môi trường nhé. Trên đây là phần trình bày về súng thổi tác động mạnh IBG1. Nếu như anh chị có thắc mắc hay là có thông tin nào cần được làm rõ thêm thì vui lòng chúng ta gửi câu hỏi về mục Q&A trên cửa sổ Zoom của mình để được đội ngũ kỹ thuật của SMC giải đáp nhé.